xin mời chú vận động viên đang đứng ở sau sân số 2 không có tuyển thủ mời lên trên khán đài đề nghị lực lượng làm an ninh trật tự đưa bức ảnh mời cho nó liên quan đến sân khấu. Trên sân cầu lông số 5, nội dung đôi nam nữ đá bóng, xin mời đội đồng viên Giang Vân câu lạc bộ Đông Bình và câu lạc bộ Anh Linh Cam Tô Hà Nội về sân cầu lông số 5 là thủ thủ đấu. Trên sân cầu lông số 2,
siempre lo mismo.